Xin chào toàn thể các em học sinh thân mến. Thầy tên là Dương Minh Tài, giáo viên thể dục trường tiểu học A Tân An, thị xã Tân Châu. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình thể dục lớp 5. Trước khi vào bài học, thầy có một số điều cần lưu ý với các em như sau. Ngồi học ở nơi có đủ ánh sáng, không ngồi quá gần tivi, máy tính hay điện thoại. Trong khi ngồi học, các em cố gắng tập trung chú ý lắng nghe. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học động tác vươn thở và động tác tay của bài thể dục phát triển chung lớp 5. Trước khi vào bài học, các em cùng thầy khởi động nhé. Ta đứng hai chân rộng, rồi chuẩn bị xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cánh tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đứng hai chân chậm, xoay gấp gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo nội dung, thầy sẽ hướng dẫn các em động tác vươn thở và động tác tay của bài thể dục phát triển chung lớp 5. Thầy mời các em xem tranh. Động tác vươn thở. Tư thế chuẩn bị, các em đứng ở tư thế nghiêm. Nhịp 1. Chân trái bước lên một bước, trọng tâm dồn vào chân trái. Chân phải kiển gót, đồng thời hai tay đưa sang ngang lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, căng ngực, ngẩng đầu và hít vào. Ở nhịp 2, các em đưa hai tay dòng qua trước, xuống dưới và bắt chéo phía trước bụng. Tay phải phía ngoài, hớp ngực, cúi đầu và thở ra. Ở nhịp 3, các em thực hiện giống như nhịp 1, chân trái bước lên một bước và trọng tâm dồn vào chân trái. Chân phải khiển gót, đồng thời đưa hai tay sang ngang lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, căng ngực, ngẩng đầu và hít vào. Ở nhịp 4, các em sẽ trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, các em thực hiện giống như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp thứ 5, các em sẽ bước chân phải lên. Tiếp theo nội dung, thầy sẽ phân tích lại động tác vươn thở. Tư thế chuẩn bị, đứng ở tư thế nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái lên, đồng thời hai tay sang ngang lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. 1, mắt nhìn theo tay. Nhịp 2, hạ tay xuống, tay phải phía ngoài, tay trái phía trong. 2, nhịp 3, trở về như nhịp 1. 3, nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, bước chân phải lên. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, thầy sẽ phân tích động tác thứ hai là động tác tay. Thầy mời các em xem tranh. Động tác thứ hai, động tác tay. Tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. Nhịp 1,
bước chân trái sang ngang, rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sắp, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Ở nhịp 2, hai tay đưa lên cao và vỗ tay vào nhau, ngẩng đầu. Nhịp 3, hai tay đưa về ngang ngực, đồng thời gập cẳng tay, bàn tay sắp, mắt nhìn thẳng. Ở nhịp 4, các em sẽ trở về tư thế chuẩn bị. Ở nhịp 5, 6, 7, 8, các em thực hiện giống như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng bước chân phải sang ngang. Tiếp theo, thầy sẽ phân tích động tác thứ hai là động tác tay. Tư thế chuẩn bị đứng nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay úp. Nhịp 2, hai tay vỗ lên cao, mắt nhìn theo tay, 2. Nhịp 3, hai tay đưa trước ngực. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo nội dung, thầy mời các em xem động tác vươn thở và động tác tay. Động tác thứ nhất, vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo là động tác thứ hai. Động tác thứ hai, tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi, các em đã học được hai động tác của bài thể dục phát triển chung lớp 5, đó là động tác vươn thở và động tác tay. Bây giờ các em sẽ cùng thầy thả lỏng. Ta sẽ đứng hai chân rộng, đưa hai tay lên cao, ôm sâu vào. Chúng ta thực hiện động tác này 5 đến 6 lần. Tiếp theo, ta thả lỏng chân. Chúng ta cũng thực hiện động tác này 5 đến 6 lần. Thì buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy xin chào các em.